Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tên Tí Đường nội địa Nhật Bản. Nay Tuấn Japan có mặt tại 16 Hàm Nghi, thành phố Hải Dương để giao cho chú bé một cái sản phẩm máy điện trường cao áp là model cao cấp nhất Việt Nam hiện nay. Để tí Tuấn theo chân Tuấn Japan về vào đây. Cháu chào chú. Chú vào cháu cho bên luôn lên nha. Máy này nhỏ thế nhỉ? Và máy nhỏ nhưng chú cầm nó nặng trịch nhỉ. Cái này ly đâu ạ? Ly đâu ạ? Ôi chú nhiều cây cảnh đẹp quá nhỉ. Tuấn Gia Ban xin chào. Tuấn Gia Ban này rất là vui có mặt tại 16 Hàm Nghi, thành phố Hải Dương để giao một cái sản phẩm máy điện trường cao áp VIP. Tuấn cho nói là Gia Ban VIP nhất và xịn nhất Việt Nam tại thời điểm này nếu do Tuấn biết. Đó, làm sao cái máy này nó có cái bộ điện trường ở chân đấy, tôi đang quên. Và nhiều khi là nghề nghiệp thì là đang bật rồi. Đấy, bộ điện trường ở chân này. Đó. Và nữa là nó có cái hệ thống oxy. Đó. Tắt tạm thời đi. Và nữa là đây, nó có cô ngả ra, cô ngả ra. Đấy. Và đây nó có chế độ ngả lưng này. À đây là chân. Đây cho bỏ đây ra một tí ạ. Đấy. Cô giới thiệu về mình một chút được không ạ? Tôi tên tuổi địa chỉ cô. Tên tôi là Nguyễn Thị Nàn, 67 tuổi, tại số nhà 16 đường Hàm Nghi, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Và hôm nay rất vinh dự được các con cháu nó mua cho một cái máy điện trường cao áp nội địa Nhật ạ. Điện trường cao áp của Nhật. Thì chăm sóc cho sức khỏe. Thế thì qua quá trình là cháu thấy chú và cô là đã đi ngồi trung tâm này, cháu thấy kể là những cái máy điện trường, ba cái loại máy điện trường tại Hải Dương này rồi đúng không? Đúng rồi. Thì cô thấy chú về thấy sức khỏe tốt hơn không? Có biến chuyển tốt nhiều. Vâng, đấy. Thế là các con nó mua về cho mẹ dùng luôn. Vâng. Và cái cháu nghĩ là bây giờ tuổi trẻ là thông minh, như là con cô ở Hà Nội là bạn Minh nhỉ? Nguyễn Hải Minh. Nguyễn Hải Minh. Đó, thì bạn ấy là bên bất động sản. Thì bạn ấy đã search lên mạng và tìm đến Tuấn Japan. Và Tuấn Japan đến là cái máy cốt mốt này. Là bạn ấy cũng biết là search tên bên Nhật là nó khoảng 18 vạn yên. Thì nhân ra tiền Việt là tương đương với khoảng gần 320 triệu tiền Việt Nam. Đó, thì với Tuấn Japan đến cái máy này thì nó là hàng trưng bày qua sử dụng là đầy đủ combo thì chưa đến 200 triệu thì nó rất là tốt. Tại vì khi mình mua mới một cái máy IS 30.000 là Việt Nam đang các trung tâm thì nó đang bán đâu đó giá niêm yết từ khoảng 215 triệu. Nhưng mà nó bán thì giảm giá thì chắc phải sấp xỉ 200 triệu đúng không? Đúng rồi. Đấy, còn cái máy Movat thì đâu đó là trên mạng là khoảng 151 triệu là giá niêm yết, nhưng mà giảm giá đâu đó cũng còn 135 triệu. Đó, đấy. Còn máy Medic nữa đúng không? Đó, thì đấy là cô ngồi là những cái máy đấy là rất là máy cũng là cao cấp rồi. Nhưng mà cô biết nhìn, nếu mà cô nhìn những cái bộ máy mà cháu mang đến đây thì cô thấy nó có về nhìn hình thức ra có xịn sò không ạ? Nhìn hình thức thì xịn ghế chứ, các thứ là xịn sò hơn kia, đầu cứ giải miếng gỗ là ngồi ghế băng ấy. Dạ đấy, thế mà mình bỏ cái tiền ra mà nó chưa bằng cái đấy. Đương nhiên là mình thông minh hơn một chút là nó qua sử dụng và hàng trưng bày nó cũng rất là đây mới rồi. Cái ghế là nó xịn sò. Vâng đấy, cô nói xịn sò đây, cháu ngả cái lưng ra cho cô nhìn xem này. Đấy. Đấy, cô cứ ngả lưng ra đấy, cô ngả ra để cô thấy thích không? Thích. Đấy. Kia phải ngồi cái ghế gỗ, ngồi cứng lưng lắm. Vâng, đấy, và cho lưng cái chân lên này. Đấy. Mà đây là các phím cảm ứng luôn.
Đó, đây cô ngồi thoải mái. Và cái này nữa này, cái này là có oxy này. Đấy, nếu như cô mệt mỏi này, cô thấy không? Bắt đầu oxy nó. Cô thấy bắt đầu có luồng không khí gió ra chưa? Có gió mát. Đó, và đấy là mát thôi, nhưng đấy là cái máy tạo oxy. Mà tạo oxy là nó làm sao cái phổi của mình khi mệt mỏi, khó thở và tim thì có cái máy oxy này. Riêng một cái máy oxy mà như là bà chị nó mua cho mẹ chị 9 triệu đồng ở Việt Nam, không thấy đề mắc nhãn là của thằng nào cả. Máy chạy rầm 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 nó kêu không thể để trong phòng được. Thì cháu cũng là khi phải là sứ mệnh là khi là cháu bây giờ lấy thêm cái máy oxy ở Nhật về để cho người cần thiết để người ta dùng. Chứ máy ở Việt Nam là gọi là máy Đức bán mà máy gọi là êm với lại cái lồng độ oxy cao ấy, thì người ta bán 20 mấy triệu ấy, nó rất đắt. Và cái nữa đây nữa là nó có cái sưởi lưng. Khi cô ngồi cái sưởi lưng này thì cô thấy thích không ạ? Thích, nóng, thích. Đó, và đây bây giờ bắt đầu cháu phải tích hợp là cái điều khiển thôi nhờ. Đây rồi, cái điều khiển này thì đây từ xa này, mình bật này, bật luôn lên này. Đó, khi lên điện trường cái thì mình bật cái điện trường lên cái là ok luôn này. Đấy, bật cái là lên điện trường luôn. Đấy, cô thấy trong người mình nó có cảm giác, cảm nhận như nào chưa? Cũng cảm nhận nó nóng rồi, nó dần không, dần nó... Tức là có điện trường rồi đấy. Tức là đây này, để cháu thử cho cô nhá. Đây, cô hai lòng bàn tay cô đặt lên cái tờ giấy này. Cô thấy như nào? Nó rung chứ, nó rung mạnh đúng không? Rung. Đấy, rung mạnh. Đây là đang được điện trường nó đang bao phủ quanh người cô. Ở vai cô thấy như nào? Rung rung, nó kêu vo vo ấy. À, rung rung. Trên đầu cô thế nào? Đấy, trên đầu thế ạ? Rung. Dưới chân cô? Cũng rung rung. À, đấy. Và đấy là cái cách thử mà đơn thuần nhất là đã biết rồi. Còn đây là cái bút thử điện trường. Đấy. À, điện trường ra đây, đấy, ui vò, ra đây phải đến mét rưỡi các bạn, 2 mét đấy, mà vẫn còn điện trường, đấy, tại vì đang để ở cái lớp điện trường mạnh, đó. Đây làm sao mà nó kêu tít tít tít, đây là cái sóng hình sin lên xuống, và một cái máy này có chế độ ngủ 8 tiếng, có chế độ trị liệu chuyên sâu là 60 phút đó, và có rất là nhiều cái chế độ sóng để mình lựa chọn. Về sau cô chú và ngồi lâu rồi ấy, thì mình lựa chọn cái nhiều sóng để cho nó phù hợp với mình. Đấy. Thì những cái này là ví dụ như trước khi mình ngồi thì cô lên uống một cốc nước ấm. Đấy. Sau khi ngồi thì tí nữa cháu sẽ nói là lên làm gì và cái cung giờ nào mình ngồi nó tốt cho sức khỏe mình. Đấy, về đường về tim mạch, đường về đường ruột chẳng hạn, thế thì nó có cung giờ. Đây là cái người Nhật, người ta đã Bộ Y tế Nhật ấy, và cái trung tâm người ta làm này, người ta đã nghiên cứu ra thì để cái giờ đấy nó tốt nhất để mình trị liệu. Thế thì chú nhà cô đi về thì cô thấy là chú ấy giảm thiểu được những cái bệnh gì và sức khỏe lên như nào? Có bệnh áp huyết thì chóng mặt thì thấy nó cũng đỡ nhiều. À, tiền đình. Vâng. Xương khớp thì thấy không đỡ đau. Vâng, đấy. Thật ra thì đến tuổi như cô chú thì cháu thấy là cô gần 70, chú thì hơn 70 rồi đúng không ạ? Mà cháu thấy là đã là cũng là rất là khỏe, nhưng mà cái đồng tiền mà con cháu bây giờ là cũng phụng dưỡng bố mẹ mình, mà biết mua cái máy này để về chăm sóc sức khỏe cho mình, để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình. Tiền thì rất quý đúng không cô? Đúng rồi. Nhưng mà sức khỏe mình còn quý hơn vàng, quý hơn kim cương nhưng mà vàng nữa cô. Quan trọng là sức khỏe. Vâng, đấy, cuộc sống thì rất vô thường nhưng mà cái chất lượng, cái sức khỏe của mình là quan trọng. Thì như cháu, cô xem trên YouTube của cháu ấy, thì cháu trực tiếp đi gặp được may mắn những người chẳng hạn như là mất ngủ 40 năm,
những người thay quả thận, những người bị mất ngủ trầm cảm, không nói chuyện với vợ với gia đình, những người mà ung thư phổi, bệnh viện trả về rồi mà cùng ngồi máy điện trường này bây giờ vẫn đang sống, là nhân chứng sống luôn ạ. Đấy, thì cháu hy vọng cô quá. là cô ngồi cái máy này, cô sức khỏe cô tốt lên, đấy, cô trẻ ra thì cô lan tỏa giúp cháu là với bạn bè, à cái máy này nó tốt, thì lúc đấy cháu muốn là cái người thật là cô phải người thật việc thật, vâng, nó cứ phải tốt lên thì chứ mình không cũng nói bà là nói được hay được. Nhiều người lại bảo là tôi mua bà này tôi đây kia đóng giả nó kia, cháu không làm cái việc đấy. Đấy như chú đã đi từng ngồi trung tâm, chú thấy máy tốt, điện trường nó tốt thì chú và bảo con cô chú tìm đến cháu đó, thì cháu rất là cảm ơn. Thì tuần trước ban cũng nhân đây thì đây thì cái máy này nhá, nó có khác biệt rất là nhiều. Đó là cô ngồi đi. Cái máy này thì nó có bút trị liệu chuyên sâu này. Đấy. Và cái này nữa là khác biệt so với các cái máy điện trường đang có trên thị trường Việt Nam này, là không có nhiều hãng làm về cái này. Cái này là cái sóng cực ngắn, thì để những điểm đau đầu gối, đau lưng hoặc đau vai, những điểm này thì không là mình bó vào đấy, thì nó giảm đau tiêu viêm rất nhanh, nó đi sâu những cái sóng ngắn vào trong cơ thể mình 10 đến 15 phân. Đó, nó làm tiêu viêm giảm đau. Và những cái này nhá, cái sóng ngắn này thì có một vài cái cơ bộ phận trên cơ thể mình là không được tiếp xúc cái sóng ngắn này. Thì Tuấn Gia Ban cũng nhân đây thì cũng nói để mọi người biết, và mình đây là bí quyết nghề nghiệp và cái mà mình được học hỏi, chứ không phải là cái gì mình cũng dùng được bất luận ở vị trí nào. Đôi khi mình không biết là vào những vị trí nó có hại cho sức khỏe, hại cho cái chức năng của cơ thể mình. Đấy, thì anh em lưu ý là như thế, và khách hàng lưu ý. Và nữa là Tuấn Japan đã Việt hóa ra từ catalog tiếng Nhật ra cái quyển catalog tiếng Việt này để cô chú tìm hiểu nó thêm. Đấy, và in bằng màu luôn ạ. Đấy. Đây là cái bồn ngâm chân bằng điện trường. Đấy. Đấy, cũng được Việt hóa ra hết ạ. Nên cô chú yên tâm. Đấy. Mà với Tuấn Japan thì bảo hành rất là chuẩn chỉ. Những cái thiết bị mà máy móc này là bảo hành 2 năm, những phụ kiện là 6 tháng. Đó. Đây là, và sau khi mà hết cái thời gian bảo hành ý, thì là Tuấn Japan vẫn là hỗ trợ khách hàng đến trọn đời cái sản phẩm của mình. Đấy. Mà Tuấn Japan bảo hành rồi cũng luôn luôn nói mọi người này, khi mà những người shop mà có rất là nhiều máy, Tuấn Japan nói là vui vui tí thôi, thì là một trong những người mang máy điện trường cao cấp, trung cao cấp về Việt Nam là nhiều nhất. Đó là tổng kho luôn cái những máy điện trường này để chăm sóc sức khỏe lan tỏa. Rồi thì anh chị em liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại 0929 75 6868 và 0913 32 0614, kết bạn Zalo nhé. Thì anh chị em phải kết bạn Zalo. Đôi khi là có những cái shop người ta làm ăn không chân chính, người ta có thể lấy hình ảnh của Tuấn Japan và được anh chị em mến mộ yêu quý, rồi là người ta đưa số điện thoại của người ta vào, thì anh chị em không biết thì lại cứ vào số điện thoại người ta, hóa ra đấy là cái những cái nơi làm ăn không chân chính, thì lấy hình ảnh của Tuấn Japan lên cái số điện thoại Tuấn ghim trong YouTube đó, trong màn hình đó, thì liên hệ. Và hoặc là mời anh chị em như là chú và em nhà cô đã tới địa chỉ nhà Tuấn Gia Ban là B7 ngõ 222 đường Lê Duẩn, cũng đã thành phố Hà Nội. Showroom của Tuấn là tại số 6 phố Ngũ Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Và Tuấn Gia Ban có 3 cái cơ sở trên toàn quốc để mọi người có thể ngồi trải nghiệm máy miễn phí, là Hà Nội, Sài Gòn, thành phố Điện Biên Phủ, để anh chị em trải nghiệm miễn phí. Anh em chị em nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ để giúp Tuấn Gia Ban lan tỏa những cái sản phẩm zin xịn, chất lượng cao mà giá thành rất là hợp lý để tiếp cận đến được nhiều người hơn. Rồi cháu cảm ơn cô. Cô đã cảm ơn các cháu đã mang lại cho gia đình sức khỏe, cô rất là cảm ơn. Vâng, cô thì thấy tốt thì cô lan tỏa giúp cháu. Rồi cháu cảm ơn ạ. Xin chào tất cả nhé. Cô cứ phải thực tế. Vâng. Quảng cáo cho các cháu.